Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Lan Phương kính mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình White House Easter Egg Roll. Melania Trump chế ra cái khung mà màu xanh đó. Dạ đúng. Chị em mình chụp hình ngay dưới đó, Lan Phương thấy không? Dạ thấy rất là dễ thương. Rồi em còn thấy Mickey mascot luôn đó chị, mình rượt theo quá trời nhiều lắm. Cũng vậy, chị Phương cũng rượt theo chụp hình được cái mascot. Mà Lan Phương có biết là mình thiếu sót là cái gì không? Là gì chị? Chụp hình với con Easter Bunny. Đúng rồi, mình không có kiếm được cái Easter Bunny, buồn thiệt luôn đó. Easter Bunny ra lúc khoảng 10 giờ rưỡi, lúc mà ông Tổng thống Donald Trump ra và bà đệ nhất phu nhân đọc sách cho các em. Nhưng mà chị đó thì em biết có cơ hội để chụp hình với phó tổng thống Mike Pence. Mà em thấy trời ơi, cái lúc đó em thấy gặp rất là nhiều Secret Service luôn đó chị. Chị có thể giải thích cái experience đó như thế nào không chị? Kính thưa quý vị, Bích Phượng may mắn đứng ngay cái cổng của South Lawn. Thì Bích Phượng, những năm trước Bích Phượng cũng biết có khi ông Tổng thống ông đứng ở balcony, ông ngó xuống. Thì tình cờ Bích Phượng thấy khoảng 20 đàn ông và đàn bà Secret Service bước ra. Thì Bích Phượng biết là sẽ có either ông Tổng thống hay là bà đệ nhất phu nhân bước ra. Mà thật sự đó là ông Vice President Mike Pence. Và Bích Phượng đứng ngay hàng đầu nên được may mắn bắt tay chụp hình. Và cái điều mà cảm động nhất là Bích Phượng nói với ông ta là cảm ơn ông sứ Hoa Kỳ đã giang tay chào đón tất cả những người tị nạn. Và tôi được may mắn ngày hôm nay đứng ngay đây chụp hình với ông và được nói chuyện với ông. Dạ trời, em thấy đó là ông rất là friendly luôn đó. Mà đây đó quý vị là completely unassigned, mà ông ta không có schedule để đi thăm, để đi coi mấy attendees hay gì hết, nhưng mà rất là dễ thương. Dạ rồi, giống như trong mấy năm trước á chị đi đó, có bao giờ có mấy cái câu hỏi như vậy không chị? Những năm trước chị Phượng thấy được rất là nhiều senators. Chị Phượng được thấy cô Sarah Sanders đọc sách cho các em. Chị Phượng thấy Lan Phương đeo một cái backpack. Dạ. Nên Lan Phương bị tách rời chị Phượng. Tại sao vậy? Dạ đúng, tại họ thấy đó là giống như có thể mình có máy móc này nọ, họ chuyển Lan Phương đi giống như đúng rồi, một cái hàng khách nó có giống như khi mình đi phi trường đó, có mấy cái máy metal detectors để mình bỏ đồ của mình vô trỏng. Họ rất là cẩn thận vấn đề an ninh. Đúng rồi, vấn đề an ninh. Thì đó là Phương thấy giống như những con chó K9 nè, rồi những cảnh sát rồi. Dạ đúng, dạ. Và biết bao nhiêu security cùng với cảnh sát của DC, của cảnh sát của State Park. Dạ. Nên Lan Phương biết là mình phải có khoảng 20 cái cổng security. Dạ đúng, dạ. Mình phải vô ít nhất 2 cổng mình mới được. Chị Phượng đố Lan Phương tại sao mà Lan Phương, lúc Lan Phương nói là Lan Phương chưa có tham gia, chưa có quay phim hết tất cả những cái activity Lan Phương muốn lại thêm, mà tại sao chị Phượng nói Lan Phương không ở lại được? Đúng, tại mình đó, giống như mỗi nhóm đó được vô đó là mình chỉ có 2 tiếng thôi quý vị. Lan Phương có biết là tại vì mình đeo cái band màu hồng không? Cái sợi dây màu hồng không? Dạ đúng. Thì nếu mà mình ở lại mà nó thấy cái dây đeo màu hồng á, là nó biết cái giờ 2 giờ rưỡi, tại vì cái đợt cái màu là họ màu xanh. Dạ. Nên vậy khi ra ngoài cổng, Lan Phương có thấy những em nhỏ họ được dưới 13 tuổi trở xuống được những cái trứng màu hồng. Đúng nha. Em cũng có để ý tới cái đó, sao em thấy không có mấy màu khác mà có màu hồng thôi. Bây giờ em hiểu rồi, nó correlate với cái bracelet của mình, nó biết cái giờ giấc của mình. Dạ. Rồi em thấy họ cũng có bán luôn đó. Thì họ bán một set 4 màu, là tại vì Lan Phương nhớ mình chụp hình là màu gold, màu yellow, màu red. Đúng cái display. Dạ. Thì họ chỉ cho một màu thôi để mà mời mọi người mua những cái set 4 màu. Dạ. Tại chị cũng đã đi nhiều lần lắm rồi. Chị recommend là gia đình đó, đem theo cái gì rồi không có nên đem theo cái gì. Kính thưa quý vị, những gia đình mà có con nhỏ nên đem theo cái stroller. Tại vì rất là mệt. Như Bích Phượng đã nói, xếp hàng khoảng 2 mile, mà có khi các em nó chơi xong tới giờ cuối nó mệt rồi, mình không thể nào mình vác các em trên tay. Và cái stroller nó rất là lợi, tại vì mình khi trước khi mình vào cổng là mình được tất cả những loại nước uống. Và khi mà ra đó, họ cho mình những cái trứng và tất cả những cái kẹo bánh và những cái đồ chơi. Thì mình có thể mình có cái stroller để mà mình đựng, hay là mình đem một cái string backpack.
Yeah. Như vậy nó dễ hơn, còn backpack thì họ không có suggest nên là đúng rồi. Bị đem qua cổng bên kia mà xét như vậy. Dạ, dạ đúng. Quý vị nên nhớ mỗi năm 2 tháng trước khi Easter nhớ vào website whitehouse.org và bấm lên chữ Easter at White House để mà biết được ngày ghi danh. Mình chỉ có một tuần để mình ghi danh thôi, và sau đó họ sẽ báo cho mình email là mình được trúng hay không. Nhưng một điều, nếu mà hai vợ chồng cùng một địa chỉ, mặc dù có hai email address khác nhau, ghi danh somehow cái system nó pick up, nó nhận ra được, mình không có được trúng đâu. Có thể gia đình ở nơi khác ghi danh cho mình thì được, và cái vé đó không được bán lại. Kính thưa quý vị, rất là nhiều gia đình muốn được trúng vé vào Easter Egg White House, nên nhớ đừng bỏ cuộc, năm nào cũng phải ghi danh. Và đừng nghĩ đến chính trị, đừng nghĩ đến mình không thích ông tổng thống này mà mình không cho con mình vào Easter White House. Tại vì khi vào rồi, đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ cho các em. Bích Phượng may mắn là được vào White House mười mấy lần rồi. Và cũng như một điều nữa là hàng năm, nếu mà cái ngày lễ mà đốt đèn cho cây thông là thường thường khoảng 2 hay là 5 tây tháng 12, và xin bé để được vào phía trong White House để mà coi những cái decoration của White House như thế nào. Nhớ tìm lên cái website đó mà ghi danh sớm. Và mình cũng có thể xin vé từ những ông thượng nghị sĩ, senators của tiểu bang mình. Đó là những cái tip, những cái điều mà Bích Phượng học được. Và còn một cái nữa là travel đó chị. Chị thấy travel suggestions của chị là như sao? Tại em thấy trời ơi, đông thiệt là đông luôn đó chị. Lan Phương biết không, mình may mắn là mình được chở tới ngay tại chỗ và có người đón mình ngay tại chỗ. Dạ đúng. Nếu không phải đi metro. Yeah. Tại vì khi mình vào metro đó, mình đi vô một cổng khác, nhưng mà khi ra lại ra một cái cổng khác. Dạ, em thì đi cọt hơn nhiều hả chị? Và phải mang giày rất là thấp, đừng mang giày cao gót để bị lún vô trong cỏ. Và nhớ đội nón, sunblock. Và nhiều khi coi thời tiết, nếu mà mưa phải đem dù và đem poncho theo. Tại có năm chị Phượng đi cái giấc buổi sáng sớm, mưa tầm tã. Nhưng mà lúc đó các con nó còn nhỏ, nó muốn đi, mình phải hy sinh thôi. Nhưng mà thật sự rất là cực khi mà trời mưa, tại cỏ nó cũng ướt. Dài dép thì ướt hết, nghĩa là không có vui. Nên năm nay mình rất là may mắn là thời tiết quá đẹp. Nếu mà chị Phượng có cơ hội cho Lan Phương năm tới vô nữa, Lan Phương có muốn đi không? Trời ơi, đi liền luôn á. Dạ, rất là vui. Cũng giống như chị Bích Phượng nói đó, Lan Phương thì thấy không có liên quan tới chính trị gì hết. Đây là đúng là một event là để cho gia đình, cho các em nhỏ, mấy children rất là vui. Và thật ra Lan Phương cũng recommend mấy families, có em trẻ thì đi. Dạ, rất là vui. Ráng enter vô cái lottery như chị Bích Phượng đã instruct mình. Dạ, bây giờ Lan Phương xin kính chào quý vị. Dạ, cảm ơn đã theo chương trình của mình. Dạ, Bích Phượng cảm ơn quý vị và mong quý vị sẽ được dịp may mắn vào thăm White House. Trong mùa xuân họ có mở những cái garden tour, hay là Easter eggs, hay là mùa Thanksgiving cũng được vào, và Christmas lighting, cũng như Christmas decoration vào mùa Noel. Và đây là những cái kỷ niệm Bích Phượng đã collect bao nhiêu năm nay. Những năm trước họ cũng có cho những cái coloring book và nhiều cái món quà khác lắm. Có thể càng ngày những cái budget nó bị cắt nên không có được nhiều. Nhưng mà Bích Phượng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị may mắn trong năm tới để được vé vào Easter Egg White House 2020. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Xin quý vị đón xem vào sáng thứ Bảy tuần tới vào lúc 11 giờ sáng giờ qua thành đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Lan Phương kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.